Xin chào các bạn, mình là Hữu Khang, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong bản tin Văn Lang News số 38. Bản tin được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube của trường đại học Văn Lang. Đây là nơi cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của trường đại học Văn Lang trong một tuần vừa qua. Mở đầu bản tin tuần này là một tin vui về việc hợp tác với các doanh nghiệp mở ra cơ hội được học tập và làm việc cho các bạn sinh viên Văn Lang. Cùng Hữu Khang điểm qua những tin tức ngay sau đây nhé. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, trường đại học Văn Lang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần Top CV Việt Nam. Sau nhiều lần hợp tác thành công, buổi ký kết MOU là bước ngoặt củng cố mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị. Đây cũng chính là tiền đề vững chắc cho những dự án lớn tiếp theo. Việc mở rộng hệ thống đào tạo đại học và sau đại học của trường đại học Văn Lang vừa là cơ hội phát triển, vừa mang đến những thách thức cho đơn vị đào tạo trong việc giải quyết bài toán, làm đúng ngành nghề, đúng khả năng cho sinh viên sau tốt nghiệp. Hy vọng rằng việc hợp tác với Top CV sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai, mang đến những giá trị hữu ích cho người học tại Văn Lang. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Khoa Kỹ thuật Cơ điện và Máy tính đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty phát triển phần mềm xây dựng Aurio ACSD. Dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, Trường Đại học Văn Lang và công ty phát triển phần mềm xây dựng Aurio sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng khoa học nền tảng và chuyên môn cho sinh viên theo học, định hướng ứng dụng AI vào các lĩnh vực như kiến trúc và xây dựng. Bên cạnh đó, công ty ACSD sẽ đồng hành cùng nhà trường trao tặng các suất học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Chúc mừng hợp tác của trường đại học Văn Lang và công ty ACSD sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, Khoa Công nghệ Thông tin trường đại học Văn Lang đã tổ chức buổi hội thảo kết nối doanh nghiệp với sinh viên, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kiến thức. Các bạn sinh viên được giới thiệu về khóa học đăng ký thực tập tại doanh nghiệp, lắng nghe các diễn giả chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng, thị trường lao động, những điều cần và đủ để làm việc tại các công ty công nghệ trong và ngoài nước. Sinh viên IT đã hiểu rõ hơn về xu hướng tuyển dụng hiện nay, nắm bắt được định hướng phát triển năng lực bản thân để không chỉ phục vụ cho các công ty, tập đoàn mà còn phát triển lĩnh vực IT tại Việt Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Văn Lang tổ chức hội thảo chuyên đề Đạo đức và định hướng nghề nghiệp. Đây là một trong những sự kiện thường niên do Ban chủ nhiệm Khoa tổ chức, giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về chương trình học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Thông qua buổi hội thảo, các bạn sinh viên ngành kế toán và đặc biệt là các bạn sinh viên khóa 27 hiểu hơn về ngành học của mình, về những yêu cầu nghề nghiệp để sớm có định hướng học tập, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Qua đó giúp các bạn sinh viên có thêm phần tự tin và hứng khởi trong học tập. Tuần qua, các hoạt động dành cho các bạn sinh viên trường đại học Văn Lang diễn ra vô cùng sôi nổi. Từ chuỗi chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ đến các hoạt động vì môi trường, hãy cùng Hữu Khang review lại những hoạt động này ngay sau đây nhé. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trường Đại học Văn Lang tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào-Campuchia tại cơ sở chính của trường. Trở lại sau lần đầu tiên tổ chức vào tháng 4 năm 2021, chương trình là dịp để cộng đồng Văn Lang hòa mình vào không khí vui mừng đón Tết té nước Buôn Bi Mây, lễ hội Chon Sa Nam Thơ Mây cùng hai người anh em láng giềng Lào và Campuchia. Các bạn sinh viên tham gia ngày hội cùng nhau chia sẻ những nét đẹp về văn hóa, ẩm thực các dân tộc, được chứng kiến nghi thức chào đón lễ Buôn Bi Mây, lễ Chon Sa Nam Thơ Mây đặc sắc và đặc biệt là đích thân trải nghiệm dự lễ buộc chỉ cổ tay, giao lưu văn nghệ với điệu múa Lam Vong của dân tộc Lào. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, vở kịch Tấm Vòng Hoàng Hậu trên sân khấu kịch Hồng Hạc phối hợp cùng trường đại học Văn Lang tổ chức đã diễn ra tại hội trường Trịnh Công Sơn. Bắt nguồn cảm hứng từ truyện ngắn Tấm Khóc Bụt Hiện Ra của nhà văn Nhật Chiêu, biên kịch Nguyễn Phát đã chấp bút cho tác phẩm Tấm Vòng Hoàng Hậu. Với góc nhìn nhân văn lạ và có phần kịch tính, vở kịch đã khắc họa quá trình tâm hồn trong sáng thời ban sơ của con người, dần bị những ham muốn quyền lực cuốc lấp. Hy vọng tác phẩm đã mang lại những giờ phút thư giãn sau một tuần học tập và làm việc của đại gia đình Văn Lang. Ngày 17 tháng 4 năm 2022, vòng chung kết cuộc thi thầy trò cùng leo núi năm học 2021-2022 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tổ chức tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Tại cuộc thi, chương trình đào tạo đặc biệt trường đại học Văn Lang đã tài trợ 100 phần quà để trao giải và khích lệ cho tinh thần của các bạn học sinh trung học phổ thông.
Hay trò cùng leo núi là sân chơi vận động vui tươi, bổ ích nhằm tạo ra môi trường giao lưu, gắn kết giữa thầy cô và học sinh trung học phổ thông. Hy vọng những món quà nhỏ từ Opener's Program sẽ tiếp thêm niềm vui và động lực cho các bạn khi đến với sân chơi này nhé. Ngày 20 và 22 tháng 4 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp cùng Khoa Môi trường Trường Đại học Văn Lang tổ chức workshop tái chế túi ni lông và trang trí túi ni lông dành cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế nhằm khuyến khích sự sáng tạo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng sinh viên nhân ngày Trái đất Earth Day 22 tháng 4. Tại buổi workshop, các bạn sinh viên tìm hiểu các bước cắt, ủi và may, tái chế túi ni lông thành những chiếc túi nhỏ xinh có thể sử dụng hàng ngày. Sau hai buổi workshop, mong rằng các bạn sinh viên đã có thêm cho mình những kỹ năng đầy hữu ích để tận dụng và tái chế những chiếc túi ni lông tưởng chừng đã bỏ đi, giữ gìn môi trường thêm sạch và xanh nha. Tuần vừa qua, Trường Đại học Văn Lang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, nhiều tổ chức kỳ thi năng khiếu vẽ tập trung đợt 1, nhận bài thi vẽ online và kết hợp phỏng vấn. Nổi bật hơn cả là hoạt động tư vấn tuyển sinh tại ngày hội tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Cùng Hú Khang nhìn lại những khoảnh khắc này ngay sau đây nhé. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022, tại cơ sở chính của Trường Đại học Văn Lang đã rộn ràng chào đón hơn 280 thí sinh đầu tiên của kỳ thi năng khiếu vẽ đợt 1 năm 2022 với 3 môn thi: vẽ mỹ thuật, vẽ hình họa và vẽ trang trí màu. Kỳ thi được tổ chức dành cho các bạn thí sinh xét tuyển 6 ngành học bao gồm kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế sản phẩm, thiết kế công nghiệp và thiết kế mỹ thuật số của Trường Đại học Văn Lang. Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã cập nhật điểm thi năng khiếu vẽ với phương thức thi tập trung đợt 1 năm 2022 lên hệ thống thông tin của nhà trường. Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm bằng cách thực hiện các bước sau. Bước 1, truy cập trang web thi năng khiếu của trường. Bước 2, chọn một điểm thi tại Văn Lang. Bước 3, nhập số báo danh. Bên cạnh phương thức dự thi năng khiếu vẽ tập trung tại trường, tuần vừa qua, nhà trường gửi đề thi online 3 môn năng khiếu vẽ dành cho 725 thí sinh đăng ký dự thi theo phương thức nộp bài dự thi kết hợp phỏng vấn. Thí sinh có 3 ngày để làm bài thi và gửi về cho Trường Đại học Văn Lang. Văn Lang News xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành kỳ thi thật xuất sắc nha! Ngày 17 tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Văn Lang tham gia vào ngày hội tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức, diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày hội, đông đảo các thầy cô đến từ các đơn vị khoa, viện, chương trình đào tạo và các bạn sinh viên, cộng tác viên tư vấn tuyển sinh đã tham gia vào nhiều hoạt động thú vị chào đón học sinh trung học phổ thông tại nhiều tỉnh thành. Khu tư vấn Văn Lang ngoài hoạt động tuyển sinh còn đa dạng các hoạt động trải nghiệm cho các bạn sinh viên như sử dụng thiết bị VR thực tế ảo, chơi team building cùng các anh chị sinh viên khoa du lịch, thưởng thức đồ uống pha chế bởi chuyên gia bartender, giao lưu văn nghệ cùng câu lạc bộ guitar Văn Lang. Văn Lang News hy vọng được gặp các bạn học sinh trong các hoạt động hướng nghiệp tuyển sinh tiếp theo nha. Ngày mai 24 tháng 4, Trường Đại học Văn Lang sẽ tổ chức ngày hội Open Day lần thứ 2 dành cho hơn 2.000 bạn học sinh trung học phổ thông. Hữu Khang đang rất nóng lòng để được gặp các bạn khóa K28 tương lai đó nha. Bản tin Văn Lang News số 38 sẽ khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin Văn Lang News tuần sau. Vừa lắm mà xa.